xoay hông nhanh lên, xoay đến. Yeah.
cuối cùng các bạn một cái chốt là phân xưởng đúng không? Rồi, sau đó thì các bạn mình nhớ nhé. Bạn đang đấy. Tắt luôn. Quân đẹp. Nó vừa nóc lên tắt luôn này. Cái này là chỉ khúc lắc qua là ngơ chẳng ăn ba cái bắp ba thước được một đúng rồi chứ không giả xuống. Dạ. Lắc quay lại là chính luôn. 1 2 thành công. Đúng không? Anh đỡ cái này đỡ. Học. Không. Không rồi. Vừa qua là thúc tặng lá thứ cái đầu nhiệm vụ của em là giết nó à. Rồi ok ok ở này rồi đi đâu này trên hưng đẹp có đẹp không ok rồi rồi tiếp rồi cá không luôn đâu cá ok rồi đâu rồi cái mũi luôn thúc thúc ok ở đây một nha một hai ba đó là tập luyện rồi cho em cái như là cho nó cái anh cấm kiểu sát một tí hoặc là gì gì nó trỏ phát em nó đúng em nó ok cho nó tự tin một khi anh đúng rồi đánh nhiều như thế nó không phải thêm đầu tay nha cứ thử đi ok vậy thì bây giờ sao khi cái cú đá gọi lái bay anh cu lì mời các bạn
sẽ được chứng kiến hai phim của trong năm nay, trong tháng này luôn nhớ. See you. Duyên thế ông anh, quá duyên luôn. Mặc dù sao thì trước khi bay từ Hà Nội vào trong Sài Gòn, ông Nguyễn cũng rất là vui khi mà có một người anh như người anh trong gia đình ấy, quan tâm, lo lắng, hướng dẫn, chỉ bảo từ A đến Z. Ông Nguyễn chỉ được lo mỗi việc đó là giữ sức khỏe và tập trung chuyên môn. Thực ra vào trong này môi trường nó cũng khắc nghiệt hơn ngoài Hà Nội, vì mình ở ngoài kia mình quen nhiều bạn, môi trường ăn uống ngủ nghỉ thoải mái rồi, nhưng mà bên cạnh mình luôn có những người anh rất là quý mến và cảm giác đúng là đúng một người anh trong gia đình luôn. Lo lắng một chút đấy cũng là một cái động lực để mà Út Nguyễn vào trong này cố gắng hơn, và hy vọng rằng cái sản phẩm này cũng là sản phẩm đầu tiên của Nguyễn sẽ mang lại những pha hành động, những cái tình huống tình cảm trong phim đúng như đời thực trong một gia đình. Và cũng không biết nói gì hơn nữa, thì đầu tiên là phải cảm ơn ông anh của mình, anh Peter Phạm, sau đó cảm ơn tất cả mọi người đã yêu quý ông Nguyễn từ trước đến bây giờ. Hy vọng rằng ông Nguyễn đủ duyên để phát triển hơn nữa trong lĩnh vực võ thuật và điện ảnh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sẽ là một phim võ thuật cho điện ảnh Việt Nam trong tương lai gần. Đẹp trai, anh võ rất tốt, và đặc biệt đội câu chuyện nói như vậy là các bạn nhớ nhé, các nhà đạo diễn sản xuất Nguyễn. Quá trời giết. Tôi chạy hết.